Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 55 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn Chủ đề của phần 55 này là San Tung Ta Chia, Chua Hoa Mổ San Tung Ta Chia là một bà chị ở Sơn Đông Chua Hoa Mổ cũng là làm bánh bột hoa Làm bánh bột hoa cũng giống như là một cái chủ đề ở bên trên à, Cũng giống như một cái chủ đề ở bên trên San Tung Ta Chia, Chua Hoa Mổ Bà chị ở Sơn Đông làm bánh bột hoa mọi người đã biết hóa mổ là cái gì rồi thì cho thầy biết cái tên của nó nhé ở trong phần trên đó trước hết xin mời mọi người hãy nghe mình đọc một lần để xem là chúng ta đã nghe được nhiều chưa rồi sau đó mình sẽ tiến hành phân tích nội dung chi tiết toan li phan chín nén 38岁 trú tại dĩ cơ, xèo san xuân lị. 中国新年前，端立方开始做花模，因为他会画画，所以他在村里开了一个学校，有一百多个小学生跟他学画画。端立方小的时候。 跟他的妈妈学习做花馍，花馍很好看，但是不好做，做一个花馍要三三个多小时。他做的花馍非常漂亮，也非常好吃。đó là n Sau đây xin mời mọi người hãy nghe mình giải thích nội dung chi tiết nhé. Toan là họ đoàn. Toan ly Phan là đoàn lập phương. Chữ phương này không phải phương hướng mà chữ phương này là thơm. À, chữ phương là thơm. Toan ly phăng là đoàn lập phương. Chín hẹn san sử ba xuê. Năm nay 38 tuổi. Chu trai Sơn đông tờ. Ý cơ xèo san xuân lì. Xèo san xuân là một cái thôn ở miền núi nhỏ rồi một cái thôn nhỏ rồi dĩ cơ xèo xanh xuân lì là một cái thôn nhỏ ở miền núi ở trong một cái thôn nhỏ miền núi chu chai san tung tơ dĩ cơ xèo xanh xuân lì sống ở trong một cái thôn nhỏ ở miền núi tại tỉnh sơn đông san tung là tỉnh sơn đông Trung của xin nén xẻn, Trung của xin nén là ngày Tết, Tết truyền thống của Trung Quốc á. Trung Quốc xin nén chén tức là trước ngày Tết truyền thống Tết của Trung Quốc. Toàn Lý Phan khai sự chua hoa mùa. Đoạn Lập Phương bắt đầu làm bánh bột hoa, hoa mùa. Yên quê tha hủy hoa hoa, yên quê tha hủy hoa hoa. Bởi vì cô ấy biết vẽ tranh. Hoa là vẽ, động từ hoa đằng trước là vẽ và đằng sau là danh từ tranh. Có khi nó thêm từ ở với đằng sau còn không thì thôi quê tha huy hoa hoa bởi vì chị ấy viết vẽ tranh gì tha chai gì tha chai xuân lì Cho nên chị đã ở trong cái thôn khai là gì có xẻ xeo Mở một cái trường Như vậy là cho nên chị ấy đã mở một ngôi trường ở trong thôn Và chúng ta lưu ý cái từ xẻ xeo là trường này bỏ trong ngoặc kép Tức là nó không phải là một cái trường thực thụ mà là một cách nói thôi Thực ra là mở một cái lớp thôi Mở một cái lớp ở trong thôn Số so, gì ta xuân là hơn một trăm với bài tố có hơn một em học sinh tiểu học Kênh nó sẽ hoa hoa Tức là theo học vẽ tranh ở chị ấy cánh ai đó sẽ sĩ là học theo người đó Kính tha sẽ sĩ học theo chị ấy cánh sư sẽ sĩ học theo thầy Kính à, phẫn dầu sẽ sĩ là học theo bạn bè ai có cái gì giỏi mình học theo à, thì mình đặt cái đối tượng đó vào trong ngay chỗ mấy cái chấm đó đó toán ly phán xẻo thời sử hô khi cái chị đoạn lập phương này còn nhỏ lúc chị còn nhỏ Toan ly phán xẻo tới sử <Français> hô Kênh tha tờ ma mà sẽ sĩ hoa mổ đó Kênh ai đó sẽ sĩ là học ở người đó như vậy là kênh tha tờ ma mà sẽ sĩ hoa mỏ là học làm bánh bột hoa ở mẹ của chị ấy. Đoạn Lập Phương khi còn nhỏ thì học làm cái bánh bột hoa ở mẹ của chị ấy. Kênh Tha Tờ à Ma sẽ chỉ cho hoa mổ. Hoa mổ hình hào khan. Bánh bột hoa thì rất đẹp, trông rất đẹp hình hào khan. Tan shi bu hào chua, nhưng mà nó không có dễ làm. Từ hào đây có nghĩa là dễ. Hào số là dễ nói thôi. Hào chua là dễ làm. Rồi. Còn Hảo chua là dễ làm Bằng với rủng y chua Chua y cơ hoa mỏ Làm một cái bánh bột hoa Giao xanh cơ tố xèo sữa Mất Hơn 3 tiếng đồng hồ Mình không biết cái bánh này như thế nào Mà tại sao làm nó mất nhiều thời gian như vậy Chua y cơ hoa mùa giao Xanh cơ tố xèo sữa Tha chua tờ hoa mùa Phê những cái bánh một hoa mà chị ấy làm ra là cực kỳ đẹp, phế sẵn theo len và phế sẵn hậu và cũng cực kỳ ngon luôn Và cực kỳ ngon Đó là nội dung chi tiết của bài Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc lại một lần À thôi thì trước khi đọc lại mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần đi Mời mọi người đọc theo mình nha Toán lì phán chi san 住在山洞的一个小山村里。中国新年前，端立芳开始做花模，因为他会画画，所以他在村里开了一个学校。 有一百多个小学生跟他学画画。端立方小的时候，跟他的妈妈学习做花馍。花模很好看。 但是,不好做。做一个花膜要三个多小时。他做的花膜非常漂亮。也非常好吃。sau đây, xin mời mọi, 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 mọi người nghe mình đọc một lần, với tốc độ nhanh một chút để mọi người có thể luyện nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần khi nào mình nghe nhuần nhuyễn rồi, mình kể lại được thì hãy qua phần mới nhé. Xin mời bắt đầu nghe nào. Toàn Lý phạm chi nền sáng sử ba xuê, trú trai sáng tung là dĩ cơ xẻo sáng xuân lì. Trung của chi nền sáng, toàn Lý phạm khai sử dụ hoa múa. Yên quê tha huy hoa hoa, sổ dị tha chai xuân lì khai là dĩ cơ xẻo xẻo. 有一百多个小学生跟他学画画。端立芳小的时候跟他的妈妈学习做花馍，花馍很好看，但是不好做，做一个花馍要三个多小时。他做的花馍非常漂亮，也非常好吃。 Sau đây là kết thúc cái phần 55 của bài này. Xin chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Chúc mọi người an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Và cho Thầy một like nếu cảm thấy thú vị. Xin chào mọi người.